À, bắt đầu nhé. Thì trước khi mà bắt đầu tôi xin phép nói như này nhé, tức là chúng ta cần phải cài cái gì nhỉ? Các bạn cần phải cài một cái bản gốc, cái bản lõi Python là cái bản này này. Đây là cái bản các bạn vào cái trang python.org các bạn tải về và cài đặt. Thì đây là cái phần mềm nó gọi là Python lõi. Thì phần mềm này sẽ là phần mềm chính dùng trong suốt các bạn dạy học ở trên lớp của mình. Thì trong phần mềm này nó có đủ cả, nó có cả chế độ tương tác và có cả cái chế độ để ta lập trình đó, phần mềm này nhé. Ngoài ra thì các bạn nếu mà các bạn muốn cài đặt thêm một cái phần mềm để mà lập trình tốt hơn thì các bạn có thể cài phần mềm hoặc là WinPerson này hoặc là cài Tony thì các bạn nhé. Nhưng mà theo tôi thì chúng ta cài cái WinPerson này thì hợp lý hơn, rất là hay. Và chúng ta nhớ chúng ta cài cái bản Python này trước, sau đó cài cái bản Win này sau. Thì Win này nó sẽ sử dụng cái bản Win này nó sẽ sử dụng cái bản lõi là Python này. Nó khác với Tony. Tony là khi mà cài thì nó trong máy, trong Tony nó có sẵn một cái bản Python ở trong đó. Thì nó không dùng cái bản này thì như vậy nó không hợp lý lắm. Cái, có thể nó chênh chênh với cái bản này. Nhưng chúng ta dùng cái Win này nó hợp lý hơn là nó sẽ sử dụng cái bản Python này. Rồi thì chúng ta bắt đầu nhé. Thì trước khi mà đi vào cụ thể tôi sẽ nói sơ sơ qua cái chương trình mà chúng ta sẽ học. Các bạn nhớ cho tôi hai cái link này nhé. Cái lớp này là tôi muốn dành cho cả hai loại giáo viên, hoặc là chúng ta có thể dùng cái bản cái bản tri thức, hoặc chúng ta có thể dùng cái bản cái gì cũng được. Tức là các bạn có thể dạy theo cuốn sách nào cũng được thì tôi vẫn hỗ trợ cho các bạn ở đây nhé. Thì đây là hai cái link để các bạn có thể xem trực tuyến cái bộ sách tin 10 cái nội tri thức và cái bộ sách tin 10 cánh diều. Chúng ta có thể vào chúng ta xem. Bây giờ cho các bạn xem hai cái mục lục của cái bộ sách cái phần Python của cái nội tri thức và phần Python của cánh diều, để chúng ta xem qua xem là hai cuốn sách đó nó có gì nó khác nhau và giống nhau. Thì đây là trên màn hình của chúng ta, đây là cái mục lục các cái bài học của cái bộ của cái cuốn sách làm của cái phần Python của cuốn sách cái nội tri thức. Thì nó gồm có là 17 bài nhé. Trong tất cả các bài này thì tất cả các bài mà có chữ màu đen ấy đều là các bài là một lý thuyết và một thực hành, các bạn chú ý. Riêng cái bài 8, 10, 12, 13 là cái ba cái bài tương đối khó. Là sang thì đánh ăn đây. Thì ba cái bài này là chúng tôi đặt là một lý thuyết và hai thực hành. Đó. Riêng cái bài 15 là cái bài hoàn toàn là hai lý thuyết, và bài 67 là hai cái bài hoàn toàn thực hành. Thì đây là cái mục lục của cái bộ sách phần Python của sách kiến tri thức. Nó cũng không gì là khác nhở, nó vẫn hoàn toàn tuân thủ cái chương trình chung của đề cương. Còn đây là cái mục lục của cái phần Python của sách cánh diều. Thì cánh diều nó viết cũng giống như vậy thôi, nó có một điểm khác nhỏ thôi là sách cánh diều thì họ viết là lý thuyết riêng và bài tập riêng. Thì như vậy là cái bài nào màu đen ấy là cái bài là hai cái lý thuyết, cái bài nào mà màu xanh là hai cái thực hành, ghi rõ như vậy. Thì chúng ta nhìn vào tổng thể của hai cái bộ lục của hai cuốn sách thì nói chung là nó rất là giống nhau, và có thể nhìn tổng quan thì cái toàn bộ cái chương trình Python 10 thì nó được chia làm 6 cái chủ đề chính như này. Thì tôi sẽ trình bày các bạn theo đúng 6 cái này. Thứ nhất là cái phần mà là những bài đầu tiên là giới thiệu chung về ngôn ngữ lập trình Python, mô tả những cái phần chung nhất, và phần này là phần đơn giản nhất. Phần thứ hai là mô tả các cấu trúc điều khiển chính của lệnh lập trình Python, gồm có cấu trúc if, lệnh for, lệnh while, thì nó cũng giống như là Pascal thôi. Tuy nhiên khi mà nói về đó chúng ta chú ý đến sự khác biệt giữa lệnh if, lệnh for, lệnh while của Python và với if for và while của Pascal. Chủ đề thứ ba là một chủ đề riêng về cấu trúc dữ liệu list hay là cấu trúc dữ liệu mảng danh sách. Nó cái kiểu list này là kiểu nó khác, tức là khác dữ liệu mảng của Pascal, nhưng mà nó chính là kiểu dữ liệu tương đương với kiểu dữ liệu mảng của Pascal. Cái phần thứ tư, chủ đề thứ tư là hẳn một chủ đề về sâu ký tự. Thì cái đối với sâu này là cái đặc biệt, đây cái khác biệt
khác biệt khá lớn giữa giữa Python và Pascal. Với Pascal và C thì sâu chúng ta hiểu nôm na nó chính là mảng mảng các ký tự thì gọi là sâu, nhưng ở trong Python thì nó không như vậy, nó khác biệt. Chuyện tôi để cái khi trong sách của tôi để cái phần sâu rồi là dưới là đằng sau cái phần phần list. Chủ đề 5 là hàm một chương trình con. Phần này tương tương nó dễ, tương đối dễ, nó giống như là Pascal ở mức độ đơn giản của Python. Phần thứ 6 là kiểm thử và lỗi chương trình. Như vậy là đây là cái 6 cái phần chương trình chính của cái phần lập trình Python trong sách tin học 10. Thì tôi sẽ trình bày theo đúng cái đúng 6 cái này nhé. Rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn, chúng ta sẽ học bài đầu tiên luôn nhé. Các bạn chú ý. Tôi nói luôn là cái phần mà tôi chỉ bày trên lớp này thì việc tôi từng nói rất nhiều lần trong những cái buổi khác, đã tập huấn rất nhiều lần rồi và đã có những buổi để mà tập huấn tổng quan về Python rồi, thì hy vọng là các bạn đã từng nghe rồi, thì các bạn học cái này của tôi có thể thấy rất dễ hiểu, rất là nhanh thôi. Thì chú ý rằng nếu bạn nào mà không hiểu thì hỏi luôn nhé, hỏi luôn tôi luôn ở trên lớp này, tôi sẽ trả lời luôn, đừng để cho nó bị trôi qua và nó làm cho mình bị thắc mắc khó hiểu. Thì tôi sẽ vào luôn, thì chúng ta sẽ hầu hết chúng trong chương trình chúng ta sẽ dạy học sinh trên cái môi trường này, trên cái môi trường là cái môi trường gọi là cái đây là cái giao diện của cái phần mềm Python lõi, và khi mở ra thì nó vào ngay một cái giao diện, nó là một gọi là giao diện tương tác, hay gọi là Python Shell tương tác. Thì chúng ta hầu hết thời gian chúng ta dạy trên lớp là chúng ta dạy học sinh ngay trên cái màn hình tương tác này. Chúng ta chú ý đến cái có chỗ nó có ba cái dấu lớn hơn này, chính là cái dấu nhắc của Python. Cạnh dấu nhắc nó có cái con trỏ son thảo đấy, thì đó chính là chỗ mà chúng ta gõ lệnh và thiện lệnh. Thì đây là cái môi trường tương tác, là chúng ta mà có từng lệnh một, có một lệnh enter xuống dọc như tôi gõ là 5 6 5 cộng với 6 chẳng hạn, thì đây là phép toán. Chúng ta gõ, chúng ta ấn enter thì nó thực hiện và lại hiện ra cái dấu nhất. Thì đây đây chính là cái môi trường tương tác, là cái môi trường mà chúng ta chỉ chạy từng lệnh của Python. Lát nữa chúng ta sẽ vào cái môi trường là môi trường lập trình. Như vậy là Python là cái mỗi lập trình mà nó rất đặc biệt là nó có hai cái môi trường tương tác là môi trường gõ từng lệnh một, và môi trường lập trình thì nó giống như là Pascal và C. Thì cái ngôn ngữ lập trình mà chúng ta đã biết từ xưa là Pascal và C thì nó có một cái nó là ngôn ngữ lập trình biên dịch. Như vậy nó không có cái môi trường tương tác. Còn Python có cái hay hơn là nó làm ngôn ngữ lập trình là thông dịch, cho nên nó có cái môi trường tương tác, và môi trường tương tác này là cái môi trường mà rất thuận tiện để chúng ta dạy học sinh. Như vậy là ở trên lớp mà học chúng ta dạy và chúng ta gõ lệnh, ở dưới học sinh có thể dùng máy tính hoặc dùng điện thoại di động mà cài đặt cái Python, học sinh có thể gõ theo đó. Và như vậy là gõ từng lệnh một nó giúp chúng ta dạy học sinh rất là dễ rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu luôn nhé. Rồi đây chính là cái môi trường tương tác đây. Thì đầu tiên chúng ta học luôn là các cái lệnh liên quan đến chúng ta sẽ tạo ra các cái phép toán nhé. Đó thì như vậy là dấu cộng dấu nhân này, đây là dấu nhân là như thế này, đây là dấu nhân ở trong bài thân, dấu dấu chia đây, phép chia đây, đây là phép chia thực, còn đây là phép chia nguyên, nó là cái này. Đấy, thế đây là phép chia nguyên. Cái lệnh này là cái phép chia nguyên này là cái phép chia, nó giống như là cái lệnh deep của Pascal. Còn cái phép chia có dư, đây là số dư là lệnh mod ấy, thì nó là cái này, là đây, đây là đây là đây là đây là số dư, số dư. Đó. Thì với cái như vậy là cộng trừ nhân chia đúng không? Ngoài ra còn có cái phép là phép lấy mũ nữa, 6 mũ 2. Đây là cái hai cái này là như vậy là phép cộng, nhân lại phép cộng này, trừ này, nhân này, giống như là bình thường phép chia này, đây là chia thực này. Còn đây là nguyên này, đúng không? Còn đây là lấy số dư, và cuối cùng là đây là lấy số mũ. Chưa?
Đó, thì đây là những phép toán rất là cơ bản liên quan đến đến số. Thì ở trong Python là nó hỗ trợ là số thực và số nguyên. Đây có đó giống như là mọi ngữ lập trình khác. Có điểm chú ý này nhé. Có điểm chú ý là rất quan trọng này. Với số nguyên ở trong Python là cái kiểu số nó khác so với nó rất hay, nó khác so với Pascal và C. Pascal và C thì là các số nguyên nó chỉ hữu hạn, không nó không chúng ta không thể tạo ra cái số nguyên lớn vô hạn được. Nó chỉ là cùng lắm là 264 đấy, lấy ví dụ như vậy. Còn đối với em với số với Python, chúng ta có thể tạo ra một số nguyên với độ lớn bất bất kỳ luôn. Tôi lấy ví dụ nhé, tôi có thể lấy là 101 này, tôi mũ mũ 100. Đây là một số nguyên cực lớn luôn, cực lớn. Chúng ta enter thử nhé. Thế ra ngay số này. Thì đây số này là cái số mà trong trong Pascal thì không thể tạo ra được, nhưng ở trong Python thì có. Như vậy chúng ta chú ý ngay này, đối với Python thì số thực cũng hạn chế, là hạn chế về 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 độ lớn, về độ lớn, nó ngoài không phải lớn vô hạn, nhưng mà số nguyên là lớn vô hạn. Cho nên chúng ta đặc biệt là trong Python chúng ta có thể tạo ra, làm ra về giải những cái bài toán mà với số nguyên cực lớn. Cho nên mà mai kia mà khi mà bộ mà đưa ra các cái thi học sinh giỏi ấy, nếu mà cho phép học sinh giỏi trên Python thì như vậy là cái việc mà tạo dữ liệu là cũng cần phải xem lại. Ví dụ là đối với số nguyên, đối với Pascal và C thì 10 mũ 9 là một số rất lớn rồi, nhưng mà đối với Python chẳng là cái gì cả. Chúng ta có thể có một số một, một, chúng ta có thể tạo một số cực kỳ lớn được, miễn là bộ nhớ nó lưu được. Như vậy cái điểm đầu tiên chú ý là số nguyên ở trong Python là không hạn chế về về độ lớn. Rồi, đó là số nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp theo là sang với sâu. Thì ở trong Python là cho phép chúng ta tạo sâu rất thoải mái. Đây, chúng ta gõ ngay trên màn hình này nhé. Thì sâu nó có ba cách làm. Chúng ta có thể gõ là, ví dụ là dấu nháy đây. Ví dụ như ta gõ trên Hà Nội đây. Chúng ta đóng có dấu hai nháy ở hai đầu. Thì đây người ta hiểu đây chính là số, đây chính là một cái sâu. Cái Enter này nó sẽ tạo ra một cái sâu. Cách thứ hai là chúng ta dùng một nháy thôi. Đây, chữ đây, chữ Việt Nam. Việt Nam đóng mở một nháy và kết thúc một nháy thì đó là một sâu. Cái thứ ba chúng ta dùng dùng ba nháy kép. Đấy, như này Hà Nội. Nào. Vậy là bắt đầu bằng là nháy kép thì kết thúc phải bằng một nháy kép, bắt đầu bằng nháy đơn kết thúc là nháy đơn, bắt đầu bằng ba nháy kép thì kết thúc là phải là ba nháy kép. Chúng ta chú ý nhé, tất cả cái này nó được tạo ra cái là sâu hết. Sâu nó có một cái phép toán nữa là đây, tôi lấy ví dụ như là ta tạo ra một cái sâu như là 101 chẳng hạn nhé, mà ta nhân với 10 lần đấy. Cái lệnh mà cứ sâu 101 nhân với 10 chứ nó tương đương là phép phép cộng hay sâu đấy. Nhớ lại phép cộng này, cộng hai sâu đây, cộng hai sâu đây nhé, ABC thì nó là cộng con sâu, là phép ghép hai sâu lại với nhau đó. Còn phép nhân 101 mà nhân với 10 là ghép 10 cái sâu lại, 10 cái sâu 101 lại, thì enter nó ra cái 10 cái sâu 101 lại với nhau đó. Thì chúng ta chú ý được chưa. Như vậy là ngay từ đầu chúng ta đã làm quen với khái niệm là số nguyên, số thực và sâu của Python. Nhưng mà trong Python thì số nguyên, số thực, sâu là những cái kiểu dữ liệu đơn giản nhất, cơ bản nhất. Đấy. Cái việc này chúng ta chú ý là khi chúng ta dạy cái Python là nó hơi khác một chút so với Pascal. Ngày xưa Pascal là chúng ta khi học ấy, chúng ta chỉ làm việc với dạy học sinh bắt đầu, dạy học sinh về số thôi. Xong mãi về sau chúng ta mới dạy sâu. Còn ở đây chúng ta dạy ngay cái kiểu dữ liệu là số thực và sâu ngay từ đầu. Rồi thì bây giờ tôi nói sang phần tiếp theo là cách chúng ta tạo cái biến và gắn giá trị. Thì đây là một điểm rất là khác biệt giữa Python và Pascal. Đây tự án x thì tự án bằng 10. Thì như vậy là đối với Python thì một biến khi gắn chúng ta không cần khai báo trước.
Khi tôi enter như này thì máy mới tạo ra một cái biến có tên là x chỉ và gán giá trị là 10. Đó. Thì như vậy là cái biến x chỉ được gán kiểu khi mà chúng ta thiện lệnh gán. Còn trước đó là ta không cần khai báo. Thì cái điều đây là một điểm rất là khác biệt hoàn toàn so với Pascal và C. Để mà chúng ta chú ý nhất, cái này tôi nói rất nhiều lần ở trên các cuộc mà các cái buổi tập huấn rồi, nhưng mà lại tôi sẽ nói lại. Như vậy là khi tôi x gán x bằng 10 thì máy sẽ tạo ra một biến x và máy sẽ gán giá trị là 10, và lúc bây giờ x sẽ định kiểu là kiểu nguyên. Chúng ta chú ý lệnh type. Lệnh type ngay trên màn hình là lệnh type x. Đó. Lệnh type x thì là lệnh mà chỉ ra cái kiểu của cái biến x. Enter thì máy nó ra cái ngay là cái chữ in, nhưng mà đây là kiểu của x thì là số nguyên đấy. Còn các bạn mà ai mà đếm một chút thấy là phía trước có chữ class à, nhưng mà đây là ai mà chịu khó mà hiểu đây, nhưng mà suy ra là x thì là một cái biến mà thuộc cái lớp là cái lớp int đó. Thì các bạn nào mà không hiểu gì về chưa hiểu gì về khái niệm là vì hướng lập trình hướng đối tượng ấy, thì chúng ta có thể bỏ qua. Còn ai mà hiểu được khái niệm là lập trình hướng đối tượng ấy, thì chúng ta hiểu ngay. Nhưng mà x thì chỉ là một đối tượng thuộc cái lớp là số nguyên. Nhưng mà số nguyên là một cái lớp mà là một cái lớp dữ liệu cơ bản của Python. Nhưng mà khi chúng ta có x bằng 10 thì x thì mình xác định là kiểu nguyên. Bây giờ tôi gắn tiếp này, tôi gắn tiếp là x thì tôi gắn lại là bằng 12.12.89 chẳng hạn. Enter. Đó. Thì bây giờ kiểu x đã thay đổi x thì không phải là kiểu nguyên nữa mà là kiểu float. Kiểu float chính là kiểu gì, là kiểu số thực. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Như vậy là kiểu nguyên là kiểu int, kiểu số thực là kiểu float. Đó, chúng ta chú ý. Bây giờ làm tiếp được, còn x thì tôi làm tiếp là bằng mà cái câu ví dụ như là Hà Nội đây. Như vậy là cùng x thì cả tên là số nguyên, lúc nãy là số thực, bây giờ tôi enter thì x thì lại là gì, lại là một show. Tôi type x thì nó là kiểu string đó, chúng ta chú ý. Như vậy là biến ở trong Python là như vậy, là được chỉ được xác định kiểu khi chúng ta dùng lệnh gán, và biến là không cần xác định, không cần khai báo trước. Đây là cái điểm rất là khác biệt. Nhưng mà chú ý là nhanh, khi mà chúng ta dạy học sinh ý, thì chúng ta không cần nói câu là cái này nó khác với Pascal, vì con học sinh không biết gì cả, chứ không cần lúc nào cũng so sánh với Pascal. Học sinh không cần biết Pascal đó, chứ chúng ta chỉ cần nói là biến ở trong Python thì không cần khai báo trước, thế thôi. Còn không cần nói là Pascal như này hay là C như thế kia. Học sinh khi học về Python không cần biết trước gì, không cần biết và so sánh với Pascal hoặc là C. Học sinh sẽ biết thẳng vào Python thôi. Chúng ta chú ý nhé. Đó, cho chú ý. Đây tôi nhắc với các bạn vì các bạn hầu hết đã dạy Pascal rồi, chuyên nhắc lại để chúng ta chú ý sự khác biệt thôi. Còn đối với học sinh thì không cần. Chúng ta nói thẳng luôn, nó là như vậy. Đó, như vậy là cái x là chỉ được khai báo và chỉ được khai báo kiểu khi mà chúng ta gán một giá trị số nào đó. Thì hiện nay giờ phút này thì có ba kiểu dữ liệu chính ở trong Python là kiểu dữ liệu gì, kiểu dữ liệu số nguyên, kiểu dữ liệu số thực và kiểu dữ liệu là string. Đặc biệt tôi sẽ qua sang đây một chút để nói thêm một chút cho các bạn biết là đây nhé. Hôm nay là cái bài đầu tiên thì tôi muốn nói về cái là tổng quan đi, hôm nay là bài 1 đúng không, tổng quan Python. Rồi thì tôi nói là cái các kiểu dữ liệu cơ bản mà chúng ta đã vừa biết xong đấy, là kiểu dữ liệu là số nguyên là int nhé. Kiểu dữ liệu thứ hai là số thực là float. Và kiểu dữ liệu thứ ba là s là kiểu dữ liệu là sâu. Đây chính là số nguyên nhé, đây chính là số thực, và đây chính là sâu. Và đối với số nguyên và float thì nó có hỗ trợ những phép tính cộng là trừ này, nhân là nhân, nhân là nhân này, rồi là chia
là chia thực này. Ngoài ra vẽ in thì nó còn có hỗ trợ thêm là phép chia nguyên và lấy số gì, lấy số gì. Ngoài ra còn phép và lấy gì, lấy số mũ nữa. Còn vế sâu, vế sâu thì nó có cái hỗ trợ là phép cộng, cộng hai sâu và phép nhân với một số, với một số nguyên, với một số tự nhiên. Đó. Thế như vậy thì chúng ta có một số chú ý. Bây giờ tôi giải thích nhanh cho các bạn xem là vì sao trong Python nó lại không không cần khai báo trước cái kiểu biến. Đấy, tôi xin này nó nhanh nhé. Chuyện này tôi nói rất nhiều lần trong các buổi tập huấn rồi, tôi nhắc lại một chút. Thì như vậy là cái x thì chúng ta cùng soi xem là cái lệnh x bằng 10. Lệnh gán này thì trong Python nó làm cái gì? Mà chúng ta so sánh với Pascal này chúng ta hiểu ngay nhé. Đây lệnh này nhé, thì đối với Pascal và C tôi làm như sau, để tôi mô tả sang bên này là đối với Pascal và C tôi làm như này. Và chúng ta có hiểu là vì sao Pascal và C lại lại gì lại lại cần phải báo trước. Trong Pascal và C nhé, khi mà tôi khai báo một cái khai báo biến, ví dụ như là in in x là phải khai báo trước, thì máy sẽ tạo ra trong bộ nhớ một cái ô mà cố định. Đây là một cái ô cố định trong bộ nhớ, một cái ô này gắn cứng, đặt tên gắn cứng với cái số x, với cái chữ x. Như vậy là ở trong Pascal và C là khi chúng ta khai báo một cái biến phải khai báo trước, thì máy sẽ dành một cái bộ nhớ, một cái ô nhớ nào đó, và máy gắn cứng cái tên x với ô nhớ đó. Khi chúng ta gắn x bằng 10 thì máy sẽ đặt ở đây số 10, cái ô nhớ này. Còn khi chúng ta mà chưa gắn gì cả, chúng ta đặt này thôi, thì máy sẽ tạo ra một cái ô nhớ và cái số này là cái giá trị nó là giác nhé. Khi chúng ta gắn x bằng 10 thì máy sẽ tạo ra là 10 ở đây. Điều lát nữa tôi lại gắn là x bằng bằng 20 thì máy sẽ sửa cái này thành 20, máy sẽ xóa đi và sửa thành cái này là 20. À, nhưng mà cái ô này này nó luôn là cái ô mà nằm ở vị trí cố định trong bộ nhớ, và khi sẽ thay đổi thì nó sẽ thay đổi theo. À, thì đó chính là cái mô hình quản lý biến nhớ ở trong trong Pascal và C. Mà chính như vậy mà vì sao mà chúng ta cần khai báo trước, khai báo trước để mà máy tạo ra một cái vùng trong bộ nhớ, và cái vùng này là phải sẽ kiểu trước là kiểu số nguyên chẳng hạn. Thì cái chỗ này ta chỉ gắn x bằng 10, gắn x bằng khác máy báo lỗi ngay. Khi gắn x bằng là 1.2 là máy báo lỗi ngay là không được, vì cái ô này là cái ô bộ nhớ này nó chỉ là số nguyên thôi. Đó là chủ nhất. Và đây chính là cái cách mà nó Pascal nó quản lý cái biến nhớ. Thì bây giờ tôi sang cái mô hình là Python thì nó rất hay như thế này. Đấy. Python là một cái mô hình mà tất cả các dữ liệu đều là đối tượng, đều là object. Tất cả kiểu các dữ liệu đều là object. Hay nói nôm na là Python là cái ngôn ngữ mà hỗ trợ hướng đối tượng hoàn toàn. Rồi, thế bây giờ tôi viết là x bằng 10 thì máy sẽ làm gì nhé? Đây, x bằng 10 thì máy làm như sau này. Máy sẽ tạo ra một cái đối tượng trong bộ nhớ có giá trị là 10. Đó, máy sẽ tạo ra một cái đối tượng, một cái object ở trong bộ nhớ. Object này là một đối tượng trong 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 bộ nhớ, nó có nhiều cái thuộc tính, trong đó có một tính rất quan trọng là kiểu, và cái thứ hai là cái giá trị. Khi mà tôi viết x bằng 10 thì máy sẽ tạo ra một đối tượng là 10, và đối tượng này là nó có kiểu là kiểu nguyên. Đấy. Đấy, chúng ta chú ý nhé, kiểu nguyên. Cái tên này là đây đây ổn lưu số 10 ở đây này. Đấy. Và chú ý và cái đối tượng này là không phụ thuộc vào x gì nhé. Đấy, chúng ta chú ý nhé, khác hẳn trên nhé. Ở phía trên là nó phải gắn với cái x gì ở đây, ở đây thì không nhé. Được rồi, khi là như vậy là máy sẽ tạo ra một đối tượng nằm trong bộ nhớ,
cái đối tượng này là cố định trong bộ nhớ, cố định luôn đấy, không thay đổi là trong bộ nhớ. Sau đó là máy sẽ tạo ra một cái tên và exit tên, và máy sẽ trỏ cái tên này vào vào đối tượng này. Đấy. Như vậy cơ chế quản lý bộ nhớ ở trong Python là cơ chế con trỏ, là con trỏ là cơ chế mà tôi thường nói là nó cơ chế nó gọi là namespace. Cơ chế đó là nó gồm có hai, nó gồm có hai phần, phần bên trái là các cái tên, bên phải là các cái đối tượng, và nó sẽ trỏ một cái tên vào một cái đối tượng đó. Được chưa? Bây giờ làm tiếp tục nhé. Bây giờ là x 10 giờ, bây giờ tôi gắn tiếp này. Tôi gắn tiếp x bằng 1.2. À, thế như thế nào? Đấy. Khi tôi gắn 1.2 thì máy sẽ tạo ra một đối tượng mới ở trong bộ nhớ. Một đối tượng này là có giá trị là 1.2. 1.2 và có kiểu là số thực. Nhé, một đối tượng khác. Một đối tượng hoàn toàn khác so với đối tượng 10 lúc nãy. Và máy sẽ trỏ x, người ta trỏ xuống thế này đó, và phía trên này nó không trỏ nữa đó. Chính như vậy mà x là trỏ ở đây, là trỏ xuống cái đối tượng 1.2 này, nhưng x không trỏ vào cái này nữa. Như vậy khi lần thứ hai này, khi dùng lệnh này, thì x sẽ là kiểu float, kiểu là số thực đó. Cho nên cái sự khác biệt thì vì sao Python nó lại không không cần khai báo trước là như vậy, và vì sao nó lại thay đổi được kiểu, bởi vì là bản chất là con trỏ nó trỏ các đối tượng có thể là khác nhau. Ở chỗ này thì đối tượng nó làm ở chỗ này, đối tượng nó là số nguyên, ở chỗ này nó là số thực. Bây giờ tôi gắn tiếp là x bằng Hà Nội chẳng hạn. À, thì máy nó tạo ra một cái đối tượng thứ ba là sâu, đối tượng thứ ba là sâu ở đây, nó tạo ra một đối tượng thứ ba nữa ở đây. Đối tượng này có cái kiểu, có cái giá trị là Hà Nội đây, Hà Nội, và có kiểu dữ liệu nó là STR, kiểu dữ liệu sâu, và x thì nó sẽ trỏ xuống đây. Như vậy là chúng ta chú ý, chính như vậy mà chính vì cách mà quản lý biến nó khác như vậy, cho nên là nó chúng ta thấy nó khác nhau. Bạn thấy không nào? Nói nhé, đây là phần nó sâu hơn một chút thôi, còn ở trên lớp các bạn cái chữ phần này các bạn không cần nói cho học sinh biết, chúng ta cần hiểu như vậy thôi. Phần này là phần không có dạy cho học sinh. Rồi, nhưng mà x ở đây là ta có thể là 10 này, 12.9 và cho Hà Nội. Bây giờ tôi gắn y này, y tôi gắn bằng 15 này. Bây giờ chúng ta có thể dùng phép tính như là x thì cộng y này thoải mái. Nha. X nha. Vì sao chỗ này là lỗi nhá. Vì lỗi là vì trên tôi vừa mới khai báo x là sâu. Như vậy là sâu không thể cộng với số được. Tôi viết lại, tôi khai báo là x bằng 20 chẳng hạn, thì x thì nhà cộng y thoải mái nhé, x thì cộng y đây nhé, x thì nhân với y đây, đây là x thì mũ y đây, được chưa? Đây. Bây giờ cách tạo bên nhớ thì ở trong Python các bạn nhớ giống như C như sau, là biến nhớ ở trong đây tôi mô tả cho bạn xem cái này nó. Đây, biến nhớ nhé. Cái tên biến nhớ là gì? Là trong Python là phân biệt chữ hoa, chữ thường này. Tiếp theo là chỉ được phép chứa chữ cái tiếng Anh, chữ số và ký hiệu gạch dưới. Đó, là chỉ. Và bắt đầu hoặc bằng chữ hoặc gạch dưới, không được bắt đầu bằng 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 chữ số. Ta chú ý. Đây là cái yêu cầu của tên ở trong tên biến nhớ. Cái dùng này, cái yêu cầu này áp dụng cho cả tên biến nhớ, cả tên hàm, tên lớp, tất cả là cùng chung một cái yêu cầu này hết nhé. Tôi ví dụ này, bây giờ tôi viết là a b gạch dưới c được thoải mái, biết là vô tư đúng không, hay là gạch dưới a b không sao hết nhé. A một không sao, nhưng mà là 1A là lỗi này, 1A bằng là lỗi. Đấy, chúng ta chú ý. Đấy, chúng ta chú ý cái biến nhé. Ngoài ra thì biến ở trong Python, chúng ta chú ý là trong Python còn một khái niệm là các cái là từ khóa. Các từ khóa nó là những cái từ mà đặc biệt dành riêng cho việc lập trình, thì biến không được đặt tên với từ khóa. Đây là tôi dùng này, là một từ khóa này, tôi vào một mày cũng báo lỗi nghe.
Như vậy là tên biến là phải thêm một điều kiện nữa là không được phép dùng trùng với từ khóa. Đây là tất cả các từ khóa ở ở trong Python. Đây, các bạn chú ý nhé. Thì các bạn chú ý nhìn và thấy là nó có rất nhiều từ khóa giống với Pascal và cũng từ khóa là khác. Thì các bạn chịu khó tìm hiểu ở đây, chúng ta làm cùng tập nhiều lần quen nhiều, ta thấy quen ngay, không có gì đâu. Khi nào các bạn mà nhìn vào tất cả các từ khóa này mà thấy nó rất là quen thuộc ấy, à nhưng mà chúng ta đã nắm được khá khá nhưng mà chúng ta đã nắm khá khá cái Python rồi. Đó, thì đó là cái tôi vừa mới nói nhanh về. Như vậy là đối với Python thì chúng ta chú ý là, nhắc lại này, là nó có cái kiểu dữ liệu cơ bản là ba kiểu dữ liệu cơ bản là kiểu dữ liệu lệ là số nguyên, kiểu dữ liệu là số thực và kiểu dữ liệu là string. Nó có ba cái em là in là một này, float này là hai này, và cái thứ ba là str, là ba cái tên của ba cái em kiểu dữ liệu cơ bản. Bây giờ thêm một chút nhé, bản thân cái từ khóa in này, cái từ in này, từ float này và từ str đó là những cái hàm mặc định có sẵn của Python, nó dùng để ta chuyển đổi dữ liệu từ kiểu logic sang kiểu khác. Ví dụ như là in in là khi in là cái dữ liệu, là cái hàm dùng để chuyển đổi từ số thực sang số nguyên và từ sâu sang số nguyên. Hàm float là cái hàm mà dùng để chuyển đổi từ số nguyên sang số thực và từ sâu sang số thực, đúng không? Hàm str là cái hàm mà chuyển đổi từ từ số nguyên hoặc số thực sang sâu. Đó, chúng ta chú ý nhé. Như vậy chúng ta chú ý là trong Python nó có ba từ khóa rất quan trọng, chúng ta đang đứng với là ba kiểu dữ liệu chính nhất. Như vậy là in, đây là số nguyên, thì cái hàm in là cái hàm dùng để biến đổi dữ liệu sang số nguyên nha, chúng ta chú ý. Tương tự như vậy, chúng ta có cái tên kiểu là float, thì đây nó là số thực, thì ta có liền đó là có cái hàm float. Hàm float là cái hàm mà chuyển là biến đổi dữ liệu từ các kiểu khác sang kiểu số thực, và chúng ta có kiểu str là sâu, thì chúng ta có cái hàm str. Chú ý là trong Python này là tất cả mọi thứ đều phân biệt chữ hoa chữ thường nhé, chúng ta phải chú ý không không được nhầm lẫn nhé. Cái chữ in là chữ float và chữ str đều là chữ chữ, chữ thường cả, thì cái hàm str là hàm biến đổi dữ liệu từ số sang sâu. Bây chúng ta xem lại một chút nhé. Đây, ví dụ như là in in mà tôi có thể biến đổi từ cái số như là tôi viết là 12.7 chẳng hạn. Đây là trong ngoặc của tôi là trong ngoặc của tôi là một cái gì, là một số thực, thì nó sẽ trả về là cái số nguyên. Đây, tôi bỏ đi phần 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 thực đi thì nó là số nguyên nhé. Hay là in in là một cái câu như là 123 chẳng hạn. Đây, cái câu bên trong câu của chúng ta là một số nguyên, nhưng nó là cái sâu, thì cái hàm này sẽ biến đổi từ cái sâu đó sang số nguyên. Đấy, nhân cái hàm in nhé. Cái hàm float là cái hàm mà biến đổi từ số nguyên sang số thực và từ sâu sang số thực. Thì tôi biến đổi từ 12 chẳng hạn, 12 là một số nguyên, thì trả lại của nó là 12.0 là một số thực. Hay là hàm float biến đổi từ sâu mà nội dung của sâu là số, ví dụ như là 123.4.7 chẳng hạn. Đây, như này. Vậy là bên trong sâu của chúng ta là một số thực, đây, thì bạn sẽ trả về cái số thực đó. Thấy không nào? Hay như vậy là cái hàm in và hàm float là cái hàm rất là hay. Nhưng mà chú ý một tí, chú ý có một số chú ý sau đây. Một là cái hàm in ấy, nó chuyển đổi số, chuyển đổi từ sâu sang số, ví dụ 12 nó chuyển đổi được là nguyên. Nhưng mà thế này điện tài này, vì ở trong sâu tôi viết là 12.6 thì như vậy là phải báo lỗi, nó không biến đổi ở bên trong sâu, nó là một số thực thì máy báo lỗi, máy nó không nhận biết được ra và nó không chuyển đổi sang sang số nguyên được.
chúng ta chú ý nhé. Hay là cái hàm float nhé. Ở bên trong câu làm số kỳ thoải mái vô tư đi thì nó chuyển đổi hết nhé, chuyển đổi hết đây. Trong câu nó làm một số thực bất kỳ thì nó chuyển đổi sang số thực đó, nhưng mà thế này thì không được. Bây giờ trong câu mà nó là 14 cộng với 78 thì máy báo lỗi, nó không nhận biết được làm được thức thì nó không nhận biết được. Enter nó báo lỗi ngay, đáng chú ý nhé. Như vậy là cái ba cái hàm in, hàm float và hàm hàm str là những hàm làm biến đổi gốc thôi, biến đổi gốc từ một cái số nguyên ra từ kiểu này sang kiểu khác. Str đây bên trong của nó gọi là 12 đây, nó sẽ đổi ra là một cái tôi kiểm tra cái hàm str nó có đổi biến đổi được một cái đại biểu số nhé, ví dụ như là 56 cộng 78 nó có lỗi không. Không lỗi. Như vậy riêng với str thì nó là biến đổi từ số sang sâu thì bên trong này nó cho phép làm một cái biểu thức số. Máy bạn hiểu à, chú ý nhé. Đấy, được rồi, thì đó là một vài cái điểm chú ý ban đầu là cái lần đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ học sang là ngay bây giờ chúng ta học sang một cái lệnh rất quan trọng là cái lệnh là in ra một kia lệnh, hai lệnh, một lệnh là in ra, lệnh hai là nhập vào, tức là đưa dữ liệu ra màn hình chuẩn và nhập từ bàn phím chuẩn. Thì chúng ta chú ý cái lệnh print là cái lệnh sẽ in ra một cái ví dụ tôi viết là x thì bằng 10 đúng không, y bằng 20 đó, và tôi có thể viết là print x phải y. Thì mà in ra hai các chữ x y ở bên và ở giữa có một dấu cách. Thì lệnh print cho phép chúng ta in ra rất rất nhiều hàng ngang, rất nhiều số, và khi mà in xong thì máy tự động nó sẽ xuống dòng ở phía cuối ở giữa đây nó sẽ chèn vào là số nguyên đó, và các giá trị là cách nhau bởi bởi số bởi bởi số phẩy. Tôi lấy ví dụ nhé, tôi viết là name bằng à, như vậy là nên là một cái biến, nó là tên của tôi. Khi bây giờ tôi sẽ vào in ra một cái dòng chữ là xin chào Hà thì là như sau, tôi viết là print xong tôi in ra cái nháy tôi in sâu đây xin chào xong bóng xong phẩy xong nêm. Đây là cái lệnh là gì, nó sẽ in ra dòng chữ xin chào sau là nêm. Giữa xin chào và name là nó cách nhau một dấu cách rồi, chứ là chúng ta không cần viết dấu cách nữa, là enter là máy chuẩn đúng luôn là xin chào Hà. Ở giữa thì có dấu cách rồi nhé, đó là chú ý. Nhưng lệnh print là cái lệnh như vậy, nó có thể in ra nhiều giá trị, nhiều cái tham số ở bên trong nhé. Vậy là tổng quát của lệnh print là như sau, lệnh print nó là như này. Lệnh print nó cho phép in ra là nhiều giá trị, ví dụ là v1, v2, vn, in ra nhiều giá trị cùng một lúc, in ra trên một hàng ngang. Các cái v1, v2, vn là các cái biến hoặc là các giá trị cụ thể trực tiếp, nó có thể in ra trực tiếp luôn hoặc là thông qua một cái biến. Đây là lệnh in ra, đây là lệnh in ra màn hình nhé, in ra màn hình. Được rồi, thì bây giờ tôi mô tả tiếp theo là cái lệnh ngược lại của lệnh print, là lệnh là nhập từ bàn phím. Lệnh chỗ này là cái trụ từ bắt đầu khó đấy, bây giờ tôi làm thử nhận nhé. Cái lệnh nhập từ bàn phím là như sau, là lệnh này là như sau, lệnh này là input, sau đó là mở ngoặc, sau đó là một cái sâu này để hiển thị ra. Như vậy là cái tham số của cái hàm input là một cái sâu, sau này được thể hiện ra trên màn hình trước khi chúng ta nhập một giá trị từ bàn phím. Đây, nhập tên bạn, ví dụ như thế nhé, hai chấm dấu cách. Lệnh này nó sẽ như sau, nó sẽ in ra màn hình dòng chữ là nhập tên bạn, và con trỏ nhập sẽ ngay bên cạnh, ngay bên phải của cái sâu này. Chính vậy mà tôi để dấu cách ra để nhìn cho đẹp hơn thôi nha.
Enter này. Đó. Thì bạn thấy là có nhập tên bạn này, đây là cái show, là cái show nằm trong cái tham số của cái lệnh input, và bên cạnh đó thấy có cái dấu dấu nhấp nháy đúng không? Tôi gõ này, tôi gõ là bình chẳng hạn. Thì thấy không? Khi tôi enter thì lập tức là hàm input này trả lại giá trị là bình. Như vậy cái hàm input là cái hàm mà có giá trị trả lại. Trả lại chính là điều mà chúng ta nhập vào từ bàn phím. Đó. Sau đó tôi có thể viết như sau. Tôi có thể viết như này là name bằng input input nhập tên bạn. Đó. Đây là lệnh, đây là một lệnh nhập dữ liệu chuẩn nhé. Thì khi lệnh này thì máy sẽ ra hình cái dòng chữ này. Chúng ta nhập vào một cái tên thì tên đó nó sẽ gắn ngay vào cái biến name. Đó. Tôi viết enter nhé, enter này. Đó. Thì máy báo là nhập tên bạn, tôi gõ là Hà, enter. Rồi, biệt thông rồi, và cái tên Hà được sâu Hà được đưa vào cái biến name đây, enter thì name chính là. Thấy không nào? Đó là lệnh input. Bây giờ tôi làm cái trình nhỏ nhé. Tôi làm cái chương trình. Từ nãy giờ là các bạn thấy không? Từ nãy giờ các bạn là hoàn toàn là mô tả các lệnh của Python trên cái trang tương tác. Và chưa hề là lập lập trình. Cái gọi là Python Shell này là chúng ta gõ từng lệnh một và gõ lệnh Enter để thực hiện lệnh đó. Cứ như vậy tất cả các lệnh chúng ta có thể được mô cho học sinh ngay trên màn hình này. Học sinh học rất là dễ hiểu. Cho nên là ngay từ đầu chúng ta rất là tránh cái chuyện là chúng ta bắt học sinh phải lập trình ngay, không bao giờ. Chúng ta cứ cho học sinh thoải mái là làm việc trên cái môi trường tương tác này. Thì tôi nghĩ rằng là học sinh sẽ hiểu rất là nhanh, và các bạn có thể dạy rất nhanh ba bốn cái bài đầu tiên của bài thân là rất nhẹ nhàng, là không không để không nó sẽ hoàn toàn không bị cái tình trạng như là được dạy học sinh trên cái môi trường dạy học sinh trên trên Pascal hoặc C ngày xưa. Chúng ta là ngay từ cái bài đầu tiên, ngay từ lệnh đầu tiên đã phải có cái lệnh lập lập trình rồi, là nó gây gây cho học sinh rất là khó hiểu. Còn đây chúng ta có thể làm mọi thứ ngay trên màn hình, rất là thuận tiện. Rồi bây giờ tới đây tôi sẽ làm luôn một cái chương trình này. Tức là chương trình là gì? Chương trình là chúng ta tạo ra một cái file text gồm có trên đó có các lệnh của Python. Sau chúng ta sẽ dịch và chạy chương trình. Giống như bây giờ chúng ta bắt đầu lập trình giống như là lập trình Pascal và C vậy nhé. Thì tôi sẽ làm ngay một cái chương trình đầu tiên đơn giản, là chúng ta sẽ gồm có là hai dòng. Dòng thứ nhất là cái dòng là nhập tên học sinh, tên bạn. Dòng thứ hai là thông báo là chào bạn, xin chào bạn. Như tôi nhập tên là Hà thì máy thông thông báo ra là xin chào Hà. Tôi nhập tên là Bình thì máy báo thông báo ra là xin chào Bình. Như vậy chương trình gồm có hai lệnh. Lệnh thứ nhất là lệnh input nhập tên bạn. Lệnh thứ hai là lệnh gì lệnh là print xin chào và cái tên của bạn. Được chưa? Rồi, thế thì để lập trình thì chúng ta hoặc là chúng ta lập trình ngay trên giao diện tương tác này cũng được, ngay trong phần mềm này, hoặc chúng ta dùng một phần mềm thứ hai. Thì tùy các bạn, nhưng mà theo tôi khuyên chúng ta nên dùng phần mềm thứ hai. Để tôi mô tả luôn cả hai phương án nhé. Chúng ta có thể sử dụng ngay cái màn hình này, cái phần mềm này nó có chức năng là có chức năng lập trình. Thì chúng ta vào đây, chúng ta vào file và chúng ta gọi lệnh là new file. Thì ở ngay trên giao diện này nó có tính năng lập trình rồi. Tức là về nguyên lý là chúng ta có thể không cần cái phần mềm như là Win Personal chẳng hạn, hay là Sony, chúng ta không cần, chúng ta lập trình ngay đây cũng được. Nhưng mà lập trình ngay đây thì nó không hay lắm, tức là nó theo tôi nó không mạnh bằng các cái môi trường khác, cho nên là ít ít người dùng. Cho tôi thử các bạn xem nhé. Rồi new file này đó, thì máy tạo ra một cái tệp như thế này đó, và đây bây giờ chúng ta có thể gõ lệnh được. Tôi gõ lệnh nhé, đây name này bằng này input này nha, nhập, đây là cái trình đầu tiên đấy, trình đầu tiên mà chúng ta lập trình ở trên trên Python, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ lệnh viết lệnh name bằng input nhập tên bạn. Lệnh thứ hai chúng ta dùng lệnh print để xin chào phải name. Là chú ý nhé, ở cái lệnh input ở trên đây này thì chúng ta cần dấu nháy, cần dấu cách ra ở đây để nhập cho đẹp, còn ở dưới này thì không cần nữa nhé, xin chào phải name luôn nhé. Như vậy nó có hai
để tôi có thể đặt cho nó có đặt cho nó có số tự cho nó hay, tôi vào edit này, chỗ nào nhỉ, chỗ nào có cái lệnh là để show line number thì nó hiện ra cái number đấy, còn hai ở đây nhé. Biểu muốn chạy chúng ta sẽ phải ghi ra, biểu tôi sẽ ghi cái file này ra, tôi save vẽ, tôi save mà chúng ta sẽ ghi vào cái thuộc mà tôi sẽ tạo thuộc của lớp chúng ta nhé. Đây nó chúng ta làm cái thuộc đây, tôi tạo một cái bài đầu tiên nhé, B1 nhé. Đấy. À, bài đầu tiên là nhập tên này, nhập tên nhé. Đó. Nhưng mà chúng ta đã có cái file là file nhập tên rồi, file nhập tên .py rồi. Bây giờ chạy đây, tôi vào run và chạy cái lệnh là F5. Đây, F5. Thì máy sẽ chạy và kết quả chạy ở trên màn hình tương tác, tôi bấm vào đây thì máy sẽ chạy ra ở đây. Đây, cái này này, thấy không nào? Nhập trên mạng đây, tôi nhập là hoa chẳng hạn. Hoa thì máy sẽ báo thông tin là gì? Là xin chào hoa. Chưa? Đó. Thì đây là như vậy chúng ta hoàn toàn có thể lập trình ở trên cái gì, lập trình ở trên cái em đây đâu nhỉ, không đóng được rồi, không được, để nó ở đây này nhé. Bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn cái cách chúng ta lập trình ở trên đây nhé, ở trên Win đây, trên Win đây, chúng ta bấm cái này ra này. Đó. Xin đóng lại. Thì đây là cái phần mềm và đây là cái giao diện của cái Win Personal, nó rất là rất là hay. Ở phía trên này là cái nơi chúng ta lập trình, còn đằng dưới này là chỗ chúng ta xem kết quả, xem kết quả, và chúng ta có thể làm những việc khác như là debug chương trình hoặc là làm nhiều việc khác nữa được. Ở bên phải nó có hẳn một cái tab là Python Shell, là nó sử dụng ngay cái Python chính chúng ta đang dùng đây. Đây nó có chức năng là nó có thể chúng ta ngay đây chúng ta có thể gọi các lệnh ở trong cái môi trường tương tác ở đây được. Bây giờ thử nhé, tôi bấm là new này, bây giờ tôi chạy lại này, tôi làm lại cái chương trình như sau, viết lại như mới nhé, là name này, viết lại ở đây nó có khác rồi, rất là thuận tiện. Chúng ta bấm Ctrl cộng thì nó phóng to lên này nhé, name này bằng này, input này ngoặc này, nhập tên bạn nhé, viết lại cái gì rồi xong thì tập cho chúng ta dọn lại print. Thì còn thấy không, khi gõ chữ print một nửa chừng thôi thì phía dưới nó hiện ra cái print đó. Như vậy là ở đây phần mềm này là hay, là nó có chức năng là nó sẽ có gợi ý của các cái lệnh, và bây giờ chúng ta chỉ cần enter là gõ đầu luôn, enter luôn này, không cần gõ thêm chữ int nữa, chúng ta gõ print nó ra luôn đó. Nhưng mà nó thuận tiện lắm, cái trình này nó viết là giúp chúng ta gõ nhanh được các cái lệnh nhé. Print này thì viết là xin chào, xin chào nè đó. Bây giờ trên này tôi thêm một cái dòng lệnh nữa cho nó hay nhé. Đây. Tôi thêm một cách chúng ta viết là viết chú thích của chương trình, chúng ta dùng dấu thăng, thì sau dấu thăng sẽ là cái phần chú thích chú giải chương trình. Đây là chương trình đầu tiên, chương trình ra có ba dòng, dòng đầu tiên là một comment và hai dòng dưới là gì chính nhé. Vì tôi phải ghi lại, tôi ghi vào bấm Ctrl C, Ctrl S thì tôi ghi lại, tôi ghi lại từ một cái của tôi này, B1 nhé. Đấy. Chương trình đầu tiên, chương trình một đấy nhé, tôi chạy này, chạy tôi bấm vào đây là chạy này, bấm vào đây này thì nó kết quả nó sẽ hiện ra ngay phía dưới, bấm vào đây đó, đây hiện ra ngay dưới này. Đó, thì ngay ở cái tab là debug io này hiện ra luôn. Nhập trên bạn đây thì viết là hoa hoa bình đấy. Enter thì máy nó sẽ báo ngay là xin chào hoa bình ở phía dưới này. Đó, vậy đây là đây chương trình nhé, là ở đây nhé, đây là kết quả hành trình là nằm nằm ở dưới này. Đấy, nhìn rất thuận tiện để chúng ta có thể quan sát. Và cái chương trình này thì nó có nhiều tính năng, chúng ta có thể phóng to thu nhỏ này.
À, chúng ta có thể phóng to chữ này. Đấy. Và chúng ta có thể chạy nhiều cùng cùng lúc thì nhiều chương trình khác nhau. Đấy. Thì tôi khuyên các bạn là các bạn nên dùng cái phần mềm này để chúng ta dạy cho học sinh. Đó, thì bây giờ quay lại lúc cái ở trong này nhé. Như vậy là cái lệnh input là như vậy, input là cái lệnh nhập từ bàn phím một cái giá trị và đưa vào một cái biến. Thì tôi làm bây giờ tôi thử nhập một số nhé. Đây. Thì tôi viết lệnh input này. Input này xong rồi nhập này. Nhập nhập số nguyên nha. Đây. Nhập số nguyên tôi enter này. Đấy. Bây giờ nhập một số nguyên, nhập số là 56 nhá, enter này. Đó, thì bây giờ chúng ta thấy là máy trả lại không phải là 56 mà trả lại là cái sâu 56. Đó, sâu 56. Như vậy suy ra thì suy ra là input ở trong Python là luôn luôn là giá trị nhập vào là một sâu. Đấy, cái chuyện này là chỗ đặc biệt khác biệt với C Pascal. C Pascal là ngay từ bài đầu là vì phần mềm, bởi vì C Pascal là nó cho phép chúng ta nhập vào số nguyên, số thực, sâu là máy nhận biết được hết phân biệt ngay từ đầu, cho nên là nó nhập vào nó rất là nhanh, xử lý rất nhanh. Còn Python thì xử lý nó hơi chậm, bởi vì là nhập vào giá trị vào luôn 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 là sâu chứ không phải là số. Đấy. Bây giờ tôi muốn nhập vào là 56, tôi muốn là trả giá trị là 56, làm thế nào? Tôi sẽ bắt buộc phải dùng cái hàm trên đồ để hàm in. Cho nên là người ta hay làm như sau. Nếu muốn nhập một cái số nguyên làm như sau. Đây. Với là n bằng tôi sẽ phải dùng đầu tiên tôi dùng cái làm hàm input nhé. Đây. Nhập nhập số tự nhiên n, ví dụ như vậy nhé. Nếu như này thì ở bên phải của chúng ta sẽ là một cái sâu. Như vậy là nó trả về n đây nó sẽ không đúng, vì tôi muốn là thành số nguyên. Tôi phải dùng cái hàm in, tôi biến đổi dùng cái hàm in đấy, viết ra ngoài này, mở ngoặc ở đây, bên ngoài đóng ngoặc. Thì đây chính là cái lệnh mà người ta hay dùng nhất, là tôi gộp luôn vào, nhập một số tự nhiên thì tôi dùng hàm input ở bên trong, và bên ngoài tôi dùng cái hàm in ở bên ngoài. Đó, tôi enter này, enter nhé. Đấy. Nhập số là 7 chẳng hạn, enter thì n là chỉ số 7 này. À, chúng ta chú ý như vậy là đây chính là cái lệnh mà nhập một số nguyên, được chưa? Đấy. Nhập số thực thì là tương tự, ví dụ như là x thì bằng phải dùng cái hàm float, float đúng không? Sau đó là input nhập số x thì chẳng hạn x hai dấu nháy liền nhé, vì dấu nháy hai dấu ngoặc bên trong là dù số cho hàm input, ngoặc bên ngoài là cho hàm float, thì lệnh này nó sẽ luôn trả giá trị là một số thực. Enter, tôi nhập là 6.89. Enter, cái x thì chính là 6.89. Đó, các bạn chúng ta chú ý nhé. Như vậy là đối với Python thì chúng ta chú ý là cái việc mà nhập giá trị, nhập nhập cái số nguyên hoặc là thực thì phải dùng hàm in hoặc là float để chuyển đổi, chứ phần mềm không cho phép là biến đổi được ngay. Suy ra là gì, lệnh x là n này, n bằng in này, in nhé, xong đó là input, thì đây chính là cái lệnh này là nhập số nguyên, nhập nhập số nguyên nguyên. Còn cái lệnh là số thực ta dùng cái hàm float. Chỗ này là rất dễ nhầm lẫn nhé, rất nhiều bạn là chưa quen để mà là nhầm lẫn nhập số thực. Và chúng ta chú ý là đối với các cái hàm của Python, chúng ta gõ cái mở ngoặc là sát sát vào cái hàm đó nhé. Nên là khi tôi viết cái hàm chẳng hạn như là input chẳng hạn, chúng ta gõ sát cái này vào, gõ sát vào như thế này, gõ ra vẫn được, không sao, nó không sao cả, nhưng mà nó không đẹp, chúng ta nên gõ sát vào.
Đây là nguyên tắc của chúng ta gõ những cái hàm trong Python là số mà ngọt nó ngọt là gõ sát vào cái tên của cái hàm đó để cho nó thuận tiện. Được rồi, thế bây giờ tôi làm cái bài tập cho nhỏ sau đây này. Bây giờ chúng ta làm việc như sau này: nhập cho bàn phím hai số m và n và in ra tổng hai số đó, làm được không nhé? Thì chúng ta sẽ phải nhập mà hai lần, nhập số m trước và số n sau. Thì cái này là cái mà với những bài đầu tiên của Python thì cái việc nhập nó sẽ phức tạp hơn là so với Pascal và C. Với Pascal và C thì ngay buổi đầu tiên chúng ta có thể nhập ngay từ bàn phím là số m, số n cạnh nhau bằng dấu cách, nhưng mà với Python thì không, chúng ta phải nhập riêng. Đây, để tôi làm new này, new một trình mới nhé. Trình mới của tôi là như sau, trình mới của tôi là như này, là nhập hai số nguyên m n nhé. Như sau này, tôi viết riêng biệt cho nhé, m bằng là in nhập hai số nguyên, nó là input nhập số nguyên m, thứ hai là n bằng input nhập số nguyên n đó. Sau chúng ta in ra, chúng ta gọi là print tổng hai số đã nhập là phải m cộng n. Đây chính là cái trình số 2 nhé. Trình này là trình ta tức là nhập hai số, tôi ghi vào này, nhập hai số. Bạn nhìn rõ không nhỉ? Phóng to dễ nhìn nhé. Đó. Chạy thử nhé. Đây. Số m, nhập số m là 12 chẳng hạn. Nhập số n là 13 chẳng hạn, thì máy báo tổng của chúng là 25. Như vậy là tới giờ phút này thì chúng ta không thể nhập liên tục m và n cạnh nhau được, máy báo lỗi ngay. Ta lấy ví dụ như tôi nhập ngay, bây giờ tôi nhập ngay đầu tiên tôi nhập m, tôi nhập là 12,78, máy báo lỗi ngay. Đấy, báo lỗi ngay. Khi gặp lỗi thì máy sẽ dừng lại tại cái dòng mà nó lỗi, nó đỏ lên, và phía dưới này máy thông báo lỗi là cái lỗi gì. Cái này sao chúng ta sẽ hình dung nhé. Thì cái Python là chương trình, đây chính gọi chương trình là trình thông dịch. Đây máy chạy từ lệnh một, gặp lệnh nào lỗi là máy dừng luôn và thông báo ngay là lỗi gì trên cái dòng đó cho chúng ta biết. Mà khi chạy đến cuối cùng mà hết lỗi thì là xong chương trình không... Cái này là nó khác biệt so với Pascal và C, thì tôi cứ phần sau tôi nói kỹ hơn, nhưng mà cái thông dịch này là khác với trình biên dịch của C và và Pascal. Như vậy là nó rất là khó chứ không dễ. Bây giờ tôi chạy lại thử nhé. Đây tôi chạy lại. Bây giờ các bạn này là m n là số nguyên, nhưng nếu tôi nhập là sâu là số máy báo, là số thực máy báo lỗi ngay. Tôi nhập là 12 chấm máy báo lỗi ngay. Vì ở đây chúng ta là cái hàm in. Hàm in này nó không nhận được cái sâu là 12.9, nó không nhận được. Phải là số nguyên thì mới được. Chúng ta chú ý nhé. Và đây là bài số 2. Được chưa? Như vậy là ngay từ bài đầu tiên chúng ta đã làm quen với các lệnh là gì? Các lệnh là in ra cái giao diện, in ra cái giao diện chuẩn của máy tính là màn hình, và đọc vào chuẩn cho bàn phím là đọc là dùng lệnh input. Đặc biệt chú ý là lệnh input là cái lệnh mà chỉ cho phép là trả giá trị là sâu. Sau đó chúng ta muốn biến đổi nó thành số thực, số nguyên, chúng ta phải dùng cái hàm in và hàm float nhé. Bây giờ tôi hỏi thêm câu, bây giờ giả sử tôi muốn nhập một cái số mà tôi không biết trước tức là thực hay là nguyên thì làm thế nào, có cách nào để chúng ta có thể dùng cái gì đó là chúng ta có thể làm chung cho cả số nguyên và thực được không? Đấy, câu hỏi ra còn này là trong sách giáo khoa không có đâu. Tôi nói thêm là có ở trong Python, có một cái hàm để xử lý những chuyện đó.
chúng ta xử lý cái về mặt sâu hơn, làm cái hàm để nó nhận biết là số thực cũng được mà số nguyên cũng được, miễn là số đó. Thì cái hàm này nó gọi là hàm Evan, tôi nói thêm cái phần là phải nâng cao nhé. Evan thì Evan là cái hàm mà nó cho phép chúng ta là gì, làm cái hàm biến đổi thôi, chúng ta biến đổi từ sâu sang số, nhưng mà nó cho phép chúng ta rất hay là cho phép chúng ta là biến đổi là cả cùng một lúc là cả số nguyên số thực không sao cả. Đây thì viết làm nhé, viết là 1 2 3 như này thì máy hiểu ngay, máy trả lại là 1 2 3 giống như là hàm in nhé, hàm Evan nhé, Evan enter này. Nhưng mà Evan bây giờ tôi viết trong câu của chúng ta là 12.78, máy vẫn hiểu, máy hiểu đây là số thực và máy trả về là số thực. Sau đó là cái hàm này, nếu mà chúng ta muốn nhập từ bàn phím một cái số mà chúng ta không cần biết là thực hay là nguyên, thế nào cũng được, thì chúng ta dùng hàm Evan. Thì chúng ta dùng cái hàm, tôi viết là x thì bằng Evan, Evan đây, Evan nhé, nhập một số bất kỳ, ông nháy. Đấy. Thế đây là cái lệnh mà số hàm Evan nó tổng quát hơn là hàm in và hàm float, nó cho phép chúng ta nhầm số này cũng được, thực cũng được mà là nguyên cũng được, enter nhé. Đấy. Oh. Sai gì đấy không, sai sai thiếu cái input đấy nha, tôi có Evan không thì không đủ, phải là input cơ nha. Đây tôi viết lại input dễ sai lắm đấy, input nha. Rồi mở nháy lại thì bây đúng rồi nhé, tức là vẫn là nhập từ bàn phím là input thôi đây, nhưng mà bên ngoài input thì chúng ta không cần dùng hàm in giống như ở đây, hoặc là không dùng hàm float vì hàm in nó chỉ dùng trong số nguyên, hàm này dùng số thực thôi, hàm Evan nó sẽ dùng cho cả hai số thực và số nguyên. Enter nhé. Đấy. Và nhập tôi nhập số là 56 vẫn ăn như thường, vẫn đúng. Bây giờ hay là x gì đây? X gì là 56 đây. Nha. Tôi chạy lại này, chạy lại cái này, bây giờ tôi chạy lại cái này. Enter, tôi nhập là 7.9, máy vẫn không lỗi gì cả, máy vẫn báo đúng. Được chưa? Cái hay của Eva là như này, cái hay của hàm Eva là như này, cái hay của hàm Eva là chúng ta không những là nó có thể biến đổi từ sâu mà chữ số, sâu chữ số sang số, mà là cả áp dụng nhận biết được cả số nguyên cả số thực, mà máy còn có thể ước lượng được, tính toán được giá trị của cái số đó nếu số đó là một biểu thức. Đây thì ví dụ nhé là 12 cộng với 567 trừ đi 8. Đây là một biểu thức toán học đúng không nào? Trong cái sâu thì máy là cái Eval, hàm Eval là hàm hiểu hết. Hàm Eval là hàm rất mạnh, hàm rất mạnh của Python. Này, rất mạnh. Tôi tính toán được nhé. Các bạn, nhưng mà phải cho thêm một chút với các bạn về hàm Eval. Hàm Eval này thì không có ở trong trong sách, nhưng các bạn có thể nói thêm cho sinh cũng được. Học sinh giỏi đấy. Hàm Eval là cái hàm mà cái lần đầu tiên khi tôi chấp bút viết cái cuốn sách của chúng ta thì tôi cũng đưa cái hàm này vào, nhưng vì sao bị hội thảo đồng thẩm định gạt ra, kêu là khó quá, sinh không hiểu, cho nên là phải bỏ ra. Mình tôi nói thêm các bạn ở đây nhé. Nhưng mà chúng ta có thể dùng hàm in này, hàm float là cái hàm mà có trong sách giáo khoa là chuẩn, còn hàm Eval không có, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể nói được, tôi nghĩ là không sao. Tôi nhắc lại thêm một chút là bây giờ chúng ta dạy cái này là theo chương trình mới, theo cái đề cương mới là toàn bộ cách dạy chúng ta là thay đổi hết. Những cái này tôi nhắc lại rất nhiều lần rồi, nhắc lại lần nữa này. Tức là ngày xưa của chúng ta là sách giáo khoa là pháp lệnh, chúng ta không được phép dạy sai một tí nào sách giáo khoa. Cả bằng trên như vậy chúng ta là phải lên lên cái bài trước của dạy theo đúng từng giờ từng tiết một. Nhưng bây giờ khác hẳn, bây giờ chúng ta là sách giáo khoa chỉ là tham khảo, chương trình mới là pháp lệnh. Mà cái chương trình của cái phần mà phần Python nó chỉ mới có vài dòng chứ ai hiểu nào cũng được, cho nên là nó rất là cái phi khi nói chương trình là pháp lệnh thì nó rất là cái độ mà chúng ta mở rất là cao, và chúng ta hoàn toàn sách giáo khoa chỉ tham khảo, chúng ta có thể không cần dạy theo sách giáo khoa, chúng ta dạy theo sách của chúng ta riêng cũng được. Chúng ta tạo một cái đề cương mới, một cách dạy mới, chúng ta dạy khác sách giáo khoa hoàn toàn được, và chúng ta có thể dạy xen kẽ dùng sách giáo khoa này dùng sách giáo khoa kia bất cứ lúc nào. Cho nên là cái chương trình mới này, nếu mà ở nhà trường mà lại bày ra cái trò là kiểm tra
theo sách giáo khoa là nhà trường sai, mà sở mà xuống mà kiểm tra nhà sở cũng là sai. Chứ là như, nhưng mà Việt Nam mình nói chuyện là từ 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 lý thuyết như vậy, từ từ luật như vậy mà đến thực tế nó còn xa lắm. Ở trường dưới trường các sở vẫn là họ vẫn làm, họ vẫn nghĩ họ là ông vua nhưng mà họ nói gì ta phải nghe, nhưng mà về lý thuyết không như vậy. Lý thuyết chúng ta hoàn toàn thoải mái khi mà dạy. Tôi lấy ví dụ như cái Eva này này, nếu chúng ta dạy trong trên lớp dạy, dạy cái Eva này, nếu mà ở trên sở mà xuống ngữ giờ mà bảo là bạn dạy như vậy là sai, vì không có cho sách khoa là ông sở sai hoàn toàn. Chúng ta được quyền dạy bất cứ cái gì, miễn là sinh hiểu được bài. Rồi như vậy là cái hàm Evan là cái hàm là hàm hai nhé. Rồi à, bây giờ tôi nói thêm một chút lại một chút về cái sự mà thêm một chút về cái về cái lệnh gán rất là hay của Python, thì cũng giống như là nó có một khái niệm là gán đồng thời. Đây, tôi viết là x thì bằng y bằng z nhé, bằng 10. Đây là lệnh gán đồng thời. Lệnh này là trong ở trong C cũng có, ở trong Pascal cũng có, là đồng thời gán 10 cho các cái biến x y z. Cái này là dễ hiểu. Nhưng mà lệnh này mới khó này, là cái loại lệnh đa gán. Gán tức là x thì phải y bằng 10,12. Này mới lệnh hay. Đây này là lệnh mà trong Pascal, trong C hoàn toàn không có, chỉ có ở trong Python thôi. Là lệnh gì? Gán đồng thời nhiều nhiều giá trị cho nhiều biến, giá trị là khác biệt. Đây viết như này thì x thì chính là 10 và y là 12. Đó. Tôi có thể viết x thì phải y đây bằng đầu tiên là 10, số thứ hai là câu thoải mái nhé. Đây vậy là x thì nó sẽ là 10 và x thì nó sẽ là 10 và y nó là, mà chú ý là phải là chính xác nhé. Ví dụ x thì phải y nhưng mà biết là sai này, 1,2,3, như vậy chỗ này là sai, hai bên nó phải giống nhau nhé. Mà số lượng soạn nó phải là giống nhau. Thế đây lệnh này nó là lệnh đa gán, lệnh rất đặc biệt của Python nhé. Thì chính vì đa gán này cho nên chúng ta có chú ý như này nhé. Chúng ta chính vì cái đáp án này nó giúp chúng ta làm việc sau đây rất là hay này. Ở trong Pascal và C chúng ta có thấy là giả sử x chúng ta đã biết, x thì bằng 10 đây, y bằng 6. Bây giờ tôi muốn đổi vị trí của hai giá trị, đổi vị trí của hai giá trị x và y. Thì ở trong Pascal chúng ta phải dùng một cái biến phụ, được một cái biến tem, đúng không nào? Biến tem gán nó bằng x thì xong là x thì tôi gán nó bằng y, sau đó là y tôi gán nó bằng tem. Thì đây là ba cái lệnh để mô tả là chúng ta đổi vị trí của hai giá trị x và y. Sau lệnh này thì x thì nó sẽ là 6 và y nó sẽ là 10 đó. Tuy nhiên ở trong viết lại nha, x thì bằng 10 này, y bằng 6, nhưng mà ở trong Python thì do cái lệnh đa gán này cho nên là ở trong Python cái lệnh này nó rất lệnh ba này, nó chỉ viết lại là một lệnh thôi. Đây viết là x thì phải y bằng y, chúng ta chú ý nhé. Thì đây chính là cái lệnh mà nó hoán đổi hai vị trí của hai giá trị x và y, hai biến x y có thể là bất kỳ luôn. Sau này chúng ta học là biến này có thể là sâu, có thể là gì, có thể là sâu, có thể là mảng, thoải mái nhé. Đấy, như vậy là x y bằng x gì thì x gì sau đây nó sẽ đổi lại, thì nó sẽ đổi là 6, còn y nó sẽ đổi lại là 10. Đó. Chúng ta chú ý nhé. Như vậy tôi ghi lại lần nữa cho ta dùng vào đây. Như vậy là trong Python thì cái lệnh là hoán vị, cái lệnh rất quan trọng, một cái lệnh là hoán hoán đổi hai giá trị trong Python là x phẩy y bằng y x. Đấy, quan trọng nhé. Vậy này nó làm cho chương trình, cho nên ở trong trình Python nó rất là ngắn, nó rất là thuận tiện nhé. Được rồi, bây giờ tôi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bài tập là ngắn như này nhé. Làm trên này thôi cho làm tiện nhé. Đây
Bây giờ là bài toán như sau này, bài toán nhé, bài toán như sau này, bài toán là cho nhập này, nhập số giây đặc hiệu được là SS, sau đó cần biến đổi, cần biến đổi số SS này ra là giờ, phút. Giây. Làm như nào? Chúng ta biết rằng là gì mà làm đây, chúng ta biết rằng nhé, là 1 phút nhé, 1 phút thì bằng một một phút thì bằng bằng 60 giây đúng không? 1 giờ thì bằng 1 giờ thì bằng là 60 nhân 60 đúng không? 60 giây các bạn bao nhiêu nhỉ? Đây này, này 1 giờ nhân tôi ghi được này 60 nhân 60 nhé. 60 này nhân với 60 thì nó bằng là 3.600. Bây giờ đổi ra giờ nữa nhé. 1 giờ. 1 giờ. 1 giờ thì bằng bằng 1 phút thì là giờ đến 1 ngày. Không. Thôi đổi giờ thôi, thôi. Nhưng mà đây là phút này. Đây là phút này, đây là giờ đúng không? Đây là giờ thôi. Là như sau nhé. Bây giờ là sự kết tôi cho một cái tôi cho bằng là nó bằng là 4.590 nhé. 99 đi. Được chưa? Khi bây giờ muốn đổi ra giờ phút giây thì như sau này. Giờ này. Giờ thực hiệu là H nhé. H thì là bằng như sau. H thì có phải là bằng bằng ta lấy cái số SS này cho chia nguyên cho 36 3600 không? Thì có phải nó đây là ra cái gì? Đây nó ra là ra cái số giờ. Đúng nào? Nó ra cái số giờ. Rồi, tiếp theo là cái số còn lại của nó, số kiểu là SS còn lại này. Là cái số SS còn lại là cái số giây còn lại sau khi trừ đi giờ thì nó chính là bằng SS ra với 360 với 3 3600. Thì đây là cái số giây còn lại nhé. Rồi, số giây còn lại này tôi sẽ chia cho tôi sẽ chia cho mà 60 thì ra phút. Thực hiệu là M. Ra phút. Đúng nào? Thì ra phút. Ra phút. Còn số giây còn lại kia là S thì nó sẽ bằng là SS là lấy số dư cho 60. Đấy, như vậy đây là H này là số giờ này, nó sẽ là 1 giờ này. 1 giờ M là 16 phút và giây là 39 giây. Được chưa? Rồi thì bây giờ tôi sẽ gộp cái này lại thành thành một chương trình nhé. Rất đơn giản. Chương trình sau chỉ là nhập từ bàn phím cái số giây và biến đổi ra là giờ, phút và giây. Tôi nhập vào từ bàn phím là 4599 thì máy sẽ báo là 4599 giây sẽ bằng là 1 giờ 16 giây và 39 phút. Bài tập đơn giản thôi. Dùng để biến đổi. Nên là tôi làm bài số 3 ngày hôm nay này. Bài số 3 nhé. Bài số 3 là như sau này. Nhập số giây và biến đổi. Biến đổi ra giờ. Giờ cộng 10 phút. Phút cộng 10 giây. Được chưa? Sau nhé, tôi dùng cái biến SS để tôi mô tả cái số nhân dây giờ vào này. SS bằng này. Bằng này. In này. Bằng là in này. Input này. Nhập số giây gốc. Gốc nha. Đó. Được chưa? Rồi, sau đó tôi sẽ tính số giờ trước này. Số giờ nhé. Số giờ bằng là SS chia cho 3600. Đấy. Thì là phải chia nguyên nhé. Chia nguyên. Đây chính là số giờ. Số giờ. Số nguyên đúng không nào? Sau đó thì tôi phải lấy cái phần dư ra. Phần dư tôi phân kiểu là SS. Số dư của nó chính là SS mà chia cho 3600.
Sau đó là tôi lấy số phút này chính là bằng số giây thừa giờ đang ra đó, tôi chia cho 60, chia 60. Còn số giây còn lại nó chính là gì? Nó chính là bằng SS lấy số dư của 60. Số dư 60. Đấy. Cuối cùng tôi in ra nhá, print đáp số này. Print nhá. Là SS phẩy giây bằng bằng phẩy này h này giờ phẩy m phẩy phút phẩy phẩy s phẩy giây đấy người luôn đây nhé. Các bạn nhìn tôi là phút to cho nhìn nhé, nhập vào bàn phím là SS là số reo gốc này, chúng ta sẽ lấy HS là lấy số thương và số dư cho 3.600 này, thì H chính là số giờ, SS là số giây còn lại, tôi sẽ chia tiếp cho 60 nữa thì ra số phút và số dư của nó là ra số giây, đáp số là SS giây bằng HG chỗ này sai chỗ này là vậy, như thế này, HGM phút và S giây, chỗ này thiếu dấu ấy. Này nữa đó thì tôi ghi ra tên kia nhé là chuyển đổi thời gian, cái bài đơn giản chạy thử nhé, như này bài của tôi đây là 4599 thử xem có đúng cái này không nhé, đây chạy thử nhé, đây 4599 máy sẽ báo ra là bằng 1 giờ 16 phút và 39 giây. Đấy. 39 giây là bằng 1 giờ 16 phút 39 giây. Chúng ta chú ý nhé. Thầy ơi, cái này nhầm rồi, Đây cái có này là cũng bị thay đổi rồi mà thầy. Thầy, thầy làm hai lần đẻ đẻ đó thầy. cái gì cơ Cái này bị nhầm rồi. Cái đẻ 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 số giấy cuối cùng nó hiện sai thầy. Là do thầy, thầy làm đẻ đẻ thì cái nó thầy chỉ lại giữ thôi. Thầy đặt cái biển khác đẻ 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 đi thầy. Không hiểu em hỏi Cái gì thời nhỉ, gian từ từ đó thầy. tức là cô em mà bảo thầy là sai hay là gì, hay 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 còn làm Đầu lại nhá là đã thay đổi giá trị rồi, mà đến dòng số 7 thầy lại lôi SS ban đầu ra thì làm gì còn đúng nữa. đây nhá, Đúng rồi đó thầy, đúng rồi, chỗ đó thầy phải thay bằng một cái biển khác. biết khác cũng Cái được thời thôi, gian nhưng từ để là từ cho thầy phải nó SS khỏi dùng thôi. lại, thế này là hát dùng lần đầu thôi, sau đó thì tôi đặt lại cái biến này S thì không sao cả, đúng không? Vì sau đây là không dùng cái S đầu ban đầu nữa. À, đã vừa rửa đây cái gì? Nhưng mà ẹt đang À, là đúng rồi, đúng rồi, đúng dòng rồi, giá đúng trị rồi. ban đầu thôi. Chỗ này là bị chỗ này bị sai đúng không nào? Tôi sửa lại một Dạ chút nhá, đồng ý đồng ý đồng ý. Đồng ý là bị cái bị sai đấy, vì chỗ này này, tôi tính cái chỗ này là bị sai nhé. Thì làm như sau bây giờ nhỉ, làm như nào bây giờ thuận tiện nhỉ? Đúng đúng tôi bị sai chỗ này. In ra chỗ này bị sai này. À, chỗ này sẽ là cái S này là S không phải S đầu tiên đúng không nào? Thì sửa như nào cho hợp lý nhỉ? Nha. thay đổi cái điện ở dòng thứ tư thôi. Dòng thứ tư thay thành điểm khác đi thôi, ẹt 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 Thầy lấy một biến khác ở ngay sau dòng số 2 thêm một dòng nữa, à, gán với cái giá trị ban đầu đi, còn lại SS vẫn giữ nguyên, Cũng được kệ. cũng được. Được 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 nha. Vâng, dễ nhất là như thế. Thế nào cũng được mà, được. Thế nào cũng được, bây giờ tôi đây mà tôi ăn bắt đầu nha, tôi biết là SS không đâu nhá, bây giờ phải đến thế nào cũng được mà nhé, đây nhá, thì sau này tôi không đổi chữ này chữ S không ở đây đấy, thì còn nào thêm vào đây nhé, chạy thử xem nào, chạy thử của nó là 4599 nhá, 4599 đấy. Vậy thêm một chút là ở đây một chút thôi, không có gì cả. Thế nào chúng ta có nhiều nhiều cách làm lắm, thôi là cái làm này cũng được. Đó. Thì ở đây chúng ta chú ý nhé, ở đây nếu mà chúng ta làm như này nhé, thì chúng ta có thể làm như sau này, bây giờ tôi gộp lại này. Hai lên này này, tôi có thể gộp lại là một này, chỗ này này, đấy, để tôi tính luôn nhé, đây này. Thì làm như sau này, bây giờ tôi làm cái này, tôi sửa lại như sau, tôi biết là H này, là dùng lệnh đa hiện đa gán này, H phải này, SS bằng bằng phẩy s s
chia cho 3600 đấy nhé. Thì lệnh này, thì lệnh này tôi sẽ bỏ đi được, nó ngắn đi một tí nhé. Đấy. Đấy. Ở chỗ này tôi sẽ viết là M phẩy S, như vậy là chúng ta dùng lệnh đa gán sẽ giúp chúng ta viết ngắn hơn một chút nhé, ngắn hơn là SS phẩy S chia cho 60 đấy. Mà lệnh này chúng ta có thể bỏ đi này. Đấy. Này là bỏ đi được nhé. Đấy. Nhìn rõ nào thì tôi biết rồi đây nhé. Thì vẫn thế thôi. 4599 chạy thử này nhé. Đây. À, 4599 đây. Nhìn thấy nó vẫn thế thôi. Đấy. Nhưng mà chỗ này là chúng ta dùng lệnh đa gán để viết cho nó ngắn lại thôi. Đa gán. Được chưa? Và đây là bài số 3 nhé. Và đây là bài số 3. Chúng ta cứ làm là cái bài ngắn như vậy để chúng ta hình dung được thôi nhé. Đó. Mà lệnh đa gán là một lệnh rất đặc biệt nhé. Là gán là cái lệnh mà giúp chúng ta viết rất là ngắn các cái chương trình lại nhé. Bây giờ tôi thêm một chút nữa là về cái, tức là ngoài cái ngoài các cái kiểu giá trị cơ bản là số nguyên, là số thực và sâu, thì Python cũng có một kiểu dữ liệu cơ bản nữa là kiểu dữ liệu là bool nhé. Đấy. Là kiểu dữ liệu là logic. Cái này thì chúng ta hiểu rồi, không có gì. Thì kiểu dữ liệu bool này là kiểu dữ liệu mà nó chỉ có hai giá trị thôi, là đúng và sai. Thì ở trong Python nó cho phép nó có hai cái nó có hai cái giá trị mô tả đúng và sai, đó là và là false. Hai cái từ false này đều là các cái từ khóa, cái từ khóa của Python. Chúng ta không được phép mà động vào cái từ khóa này. Vì chúng ta biết là true này bằng true này biết bằng một, mà thì máy báo lỗi ngay bằng 18, không thể dùng. Chúng ta true với false là hai cái giá trị thuộc kiểu dữ liệu bool. Mình biết thử nhé, biết là b này bằng true, enter, và tôi type cái p này ra thì bên là kiểu dữ liệu là bool đó, dữ liệu là bool. Như vậy là bool làm thêm một kiểu dữ liệu nữa, kiểu dữ liệu rất đặc biệt. Kiểu dữ liệu cũng là kiểu dữ liệu cơ bản ở trong Python và nó chỉ có hai giá trị thôi là true và false. Đấy. Nhưng tôi biết là thì giữa các cái biến logic ấy, thì nó có các phép toán là phép toán and, là phép toán và, phép toán or, phép toán hoặc và phép toán là not, phép toán phủ định. Chúng ta biết cả rồi, cái này là cái mà cái phần này là phần mà nó là cái phần mà kiểu dữ liệu logic này này. Thực ra trong lớp 10 chúng ta, trong cái sách tin học lớp 10 là nó có trong cái bài, trong cái bài các bài đầu tiên ai mà học một cái hướng CS là nó có phần đó. Còn đây thì nó thêm riêng thôi, chúng ta có thể có những bài học riêng về trong sách, trong nó kỹ hơn về, cũng nó tôi kỹ về cho em về kiểu kia dữ liệu bool này nhé. Dữ liệu bool nó chỉ có hai giá trị thôi là true và false nhé, và có các cái phán tử là and, or và not. Thì kiểu dữ liệu bool này là nó thông thường là có từ một cái biểu thức logic so sánh, ví dụ như này thì tôi biết là mà a bằng 14 nhỏ hơn 2. Đây là một cái biểu thức logic, là một cái biểu thức mà trả lại giá trị là logic. Thì enter thì a nó sẽ là gì? A nó sẽ là false. 14 nhỏ hơn 2 là không đúng. Đây, b bằng 15 lớn hơn 6 thì b nó là true. Thì chúng ta ở trong Python thì phép so sánh là như này, là nhỏ hơn này, lớn hơn này, nhỏ hơn hoặc bằng này, lớn hơn hoặc bằng này. Phép so sánh bằng là như thế này, bằng giá trị, và phép so sánh là không bằng là như thế này. Thì cái này là cái mà đến hôm sau chúng ta sẽ học kỹ hơn, nhưng hôm nay tôi chỉ nói sơ lược như vậy thôi, là chúng ta có làm quen với cái kiểu dữ liệu bool. Kiểu dữ liệu bool này thì tôi nhắc lại kiểu dữ liệu bool nhá, kiểu dữ liệu bool viết lại đây cho chúng ta thực hiện lại.
kiểu dữ liệu bool là kiểu dữ liệu logic, là nó chỉ có hai giá trị thôi. Hai giá trị này là ứng với các cái từ khóa của Python là true và false. Chú ý là tất cả các từ khóa của Python đều là viết in thường, riêng cái true và false này là viết chữ in hoa ở đầu nhé. Ở trong Python thì trong cái bảng các từ khóa nó chỉ có ba cái chữ là viết in và các chữ in hoa thôi, còn tất cả là chữ thường hết. Ba chữ đó là chữ là một là chữ true, hai là chữ false, là hai cái từ khóa tương ứng với cái giá trị đúng và sai của cái kiểu dữ liệu mà kiểu dữ liệu là bool logic. Ngoài ra còn có một cái từ khóa nữa rất quan trọng, từ khóa là none nhé. Thì cái này là cái mà chúng ta sẽ học đến, cái này là sau này chúng ta mới học đến, đến tận lớp 11 mới học đến, còn lớp 10 hoàn toàn là không dùng đến một tí nào cả. Mà tôi nói thêm một chút là cái none này, none là cái gì? None là nó là một cái từ khóa mà để chỉ giống như là trong ở trong Pascal là cái từ nin đấy, hay là ở trong C nó là cái từ nun nun hay nin gì đấy, nên là nôm na nó chỉ một đối tượng rỗng, nó là năng nhé, một cái dân mà là rỗng nó là năng. Chúng ta chú ý nhé. Như vậy là đó là kiểu dữ liệu bool, và kiểu dữ liệu bool thì là cái hay gặp nhất chính là các phép so sánh. Phép so sánh nhé, thì là lớn hơn này, lớn hơn nó bằng này, nhỏ hơn này, nhỏ hơn nó bằng này, phép bằng này, và phép khác. À, mà phép so sánh này là áp dụng cho cả số và cả sâu nhé. Số thì là bình thường là hiểu rồi, nó là sánh số thì hiểu rồi, nhưng mà cho sâu chúng ta hiểu đó là sâu là theo cái thứ tự từ điển của sâu. Từ điển gì? Từ điển là theo cái thứ tự theo thứ tự trong bảng mạng Unicode. Chúng ta cái này là chúng ta xong. Như là sâu nó có cái phép so sánh như vậy. Đấy. Cái này chúng ta sẽ học sau nhé. Ví dụ tôi viết là đây tôi viết là như này, tôi viết là Hà lớn hơn là bé không? Đấy, này. Enter. Thì nó là true nhé. Thì là như vậy, là đây là cái thứ tự là theo thứ tự từ điển, mà cái này các bạn sẽ học xong chỗ này. Mà nó giống hệt thứ tự điển, là giống hệt thứ tự điển mà chúng ta đã biết ở trong Pascal. Như vậy là những phép so sánh này là phép so sánh mà là hỗ trợ ở trong đối, hỗ trợ cả đối với sâu và với số. Và chính cái phép so sánh này là phép cho chúng ta, nó cho chúng ta một lớp các cái biểu thức logic, mà các biểu thức logic đó đều là kiểu bool hết, chúng ta chú ý nhé. Thế ví dụ là b bằng true thì nó là, thì cái type của b nó là bool nhé. Cái hàm và bool, và cái bool nó làm cái hàm biến đổi tất cả các kiểu khác từ kiểu sâu, kiểu số sang bool. Đấy, thì ra chú ý hàm bool như sau này: hàm bool là biến đổi một số mà khác không thì nó là true, còn mà bool mà của không thì nó là false nhé. Bool bool của một cái sâu bất kỳ, thì nó là gì? Nó là true, còn bool bool của sâu rỗng, đây là sâu rỗng nhé, thì nó là false. Đấy, như vậy là cái hàm bool, cái hàm như vậy bool 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 của cái năn, chúng ta viết năn làm cái giá trị của kiểu dữ liệu rỗng và những kiểu dữ liệu rộng ở trong, thì nó là false đó. Như vậy là gì? Như vậy là cái hàm bool, như vậy là cái hàm bool, chúng ta chú ý hàm bool nhé, là như này, là mọi số khác không thì trả về là true, còn số không thì trả về là false. Đấy. Mọi cái sâu mà khác rỗng thì trả về true,
còn sâu rỗng, sâu rỗng. Vì hàm bool là cái hàm tương tự như hàm bool là hàm biến đổi tất cả các dữ liệu khác về về kiểu dữ liệu logic. Nhưng mà chúng ta biết là như vậy, ở trong Python thì có các kiểu dữ liệu cơ bản là in này, float này, str này và bool. Bool thì đặc biệt hơn, bool thì là dùng với các kiểu các cái biểu tượng logic. Thì đến hôm sau chúng ta sẽ học sang cái bài về hàm if, chúng ta sẽ hình dung là chuyên dùng kiểu bool này. Còn hôm nay là chúng ta chỉ nhớ là cái hàm in này, float và str thôi nhé. Thế như vậy tôi vừa, nhưng mà trong một buổi thôi mà tôi nói, tôi trình bày các bạn là toàn bộ là cái chủ đề một. Chủ đề một là tương đương với là ba bài, phải ba bài trong 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 sách giáo khoa cái mà tôi biết đấy, cái chính thức đấy, ba bài. Tôi kiểm tra lại xem là bao nhiêu bài nhé. Đây, trả lại ứng bao nhiêu bài. Đây, ứng là bài một, ba bài liền nhé. Đúng với ba bài này là hôm nay chúng ta vừa mới học xong được ba bài đồng này. Hôm sau chúng ta học sang là lệnh if, lệnh for các thứ là buổi sau nhé. Thì cái ba bài đầu tiên là ba bài nó rất đơn giản, cho nên tôi đã nhanh. Nhưng mà chúng ta vừa mới hoàn thành xong cái chủ đề một của phần lập trình Python. Tôi biết tôi nói hơi nhanh một chút nhưng mà chắc các bạn cũng hiểu cả, thì nó rất là đơn giản. Thì từ hôm sau nó bắt đầu có sự khác biệt nhiều hơn mà khó hơn nhé. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhé. Các bạn có hỏi gì không? Có hiểu gì không? Em hiểu rồi. Chúng ta nghỉ nhé. Dạ, em chào các bạn. Chào các bạn, chào các bạn. Em chào thầy ạ. Em chào thầy ạ.